Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em cũng có một số tác phẩm để giới thiệu với bà con mình nha. Thì đầu clip thì em cũng xin mến chúc khỏe bà con mình rất là nhiều. Ở đầu clip thì em cũng giới thiệu sơ về cửa hàng bên em. Đó là địa chỉ thì nằm ở tuyến quốc lộ 94, khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Bên em là chuyên đồ xưa và cũ nha bà con, xưa cũ và nay nha. Đó, tất cả mặt hàng là sưu tầm cũng như là sỉ và lẻ, giao lưu toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Thì bên em rất là nhiều loại mặt hàng sản phẩm cũng như tủ bàn ghế nè, các bà con mình xem nha, đèn châu Âu đó, bà con mình xem hàng phong thủy nha, đó, đồ gốm đồ đồng các loại đó, bà con mình có nhu cầu nhớ đến trực tiếp cửa hàng của chúng em để mình xem và tham khảo luôn nha. Bên em thì rất là nhiều loại sản phẩm ở trường kỹ, lông sàn, giường sạp, ghế, tủ bàn các loại, các loại gỗ nha. Đó, mình có thể trực tiếp lên và lư ở quà đầu đồng khá là nhiều, ở quà đầu gốm tàu gốm sứ nha, đầy đủ các loại hết, ở hàng năm bộ gì cũng có nha bà con. Ở mình đến để mình xem và tham khảo giao lưu nhiều khi bà con mình cần sưu tầm những mặt hàng gì đó nha, để mình về thì co nội thất cho gia không gian nhà mình nha. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với bà con của mình nha, một số món là có hai bộ bàn nè, trường kỹ và một bộ bàn gỗ cỏ xưa, có một số món đồ gốm nam bộ nha bà con, khá là đẹp nha. Ở hàng thì nói chung thì đều là lành tích, mã đầu tiên là mã số 1M. Đó, bà con mình xem một cái bộ trường kỹ rất là lớn nha. Đó, bộ trường kỹ này là cắt đều gỗ gõ, được cẳng ốc là Singapore. Đó, bàn này thì bằng dài, ghế là ghế dài, loại to nha bà con, chứ không phải loại nhỏ nhỏ như hôm trước anh giao lưu thì chỉ có 3 ngoài triệu cũng có nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đó, thì em sẽ đem kích thước từ món báo cho bà con mình. Bàn có cái chiều cao em là 75, chiều ngang của bàn là 59 nha. Và tổng cái chiều dài của cái bàn này là 190. Đó, chiều tổng chiều sâu chiều thì lên tới là 23 nha bà con. Còn thành bàn này thì cái độ dày của em đo là 3 phân. Đó, còn chân bàn, mỗi chân bàn là dày 7 phân. Đó, được cẳng ốc là bà con mình xem nha, hoàn chân khá là đẹp nha. Hàng thì lành lặn liền lạc, không có lỗi gì hết. Hàng sạch sẽ này mình về mình xài thôi. Hàng này nói chung là hàng cũng là hàng không phải cổ hồi xưa nha. Đó, bà con mình xem nha. Đó, hàng thì nói chung em bao chất liệu từ gỗ cho tới ốc. Đó, dán thì lành tích liền lạc. Cái mặt bàn thì được cẳng tích khá là đẹp nha, tích quê hương nha bà con. Đó, bà con mình xem ốc giúp em, ốc khá là nhiều trên mặt bàn. Đó, những cái đường chỉ viền bên ngoài nè cũng khá là đẹp nha. Đó, những cái đường dây leo cũng dây leo rồi nha. Đó, bà con mình xem ở và chỉ viền bộ này nó cũng khá là nặng. Đó, thì bàn nó dài tới 1m9 lên nha. Đó, bà con mình xem có những loại mẫu trường kỹ nó nhỏ gọn hơn cũng có, bên em cũng có nha, hai ngoài hiệu cũng có, nhiều loại thước và khác nhau, bỏ qua cái nước cạnh nó khác nhau nha. Bà con mình có nhu cầu nhà ấy thì liên hệ qua số Zalo, em sẽ tư vấn hỗ trợ cho bà con mình xem thêm nha. Em sẽ gửi hình ảnh cho bà con mình xem kỹ hơn. Đó, cẳng và chạm đục là tứ diện nha bà con, cẳng chạm đục tứ diện nha, khá là đẹp. Đó, mình ở gần thì đến trực tiếp cửa hàng để mình xem tận mắt việc hợp những món hàng bà con mình cần sưu tầm. Còn ở xa thì các bạn qua Zalo để em hỗ trợ tư vấn thêm nha. Đó, cẳng và tới chân luôn đó nha. Đó, những cái chân là vuông đều cẳng hết. Băng ghế dài thì có hai cái băng ghế dài nè, với tổng cái chiều cao này thì em đo là 93, tổng cái chiều dài nha, tổng cái chiều dài cái ghế lên tới là 2m9 phủ bì đó. Còn chiều sâu nha, chiều sâu ra em đo phủ bì là 55 lần nha, 55 thành sau lưng này dày là 4 phân đó, thành dày 4 phân, tay dày là 7 phân, cái này đã gắp mỏng hoàn toàn hết nha bà con. Đó, từ mặt đất tới lên mình ngồi là khoảng 50. Đó, cái bàn rất là dài, cái băng ghế rất là dài, những cái song tiện nè đều còn sống hết nha. Đó, bà con mình xem sơ qua giúp em, bộ này là không chơi vào đâu được. Và đặc biệt mặt sau lưng này cũng được cẳng luôn nha bà con, cẳng đục chạm cũng như mặt trước luôn á. Nó nên mình về mình đặt vị trí hướng nào cũng vẫn đẹp nha, hướng nào cũng vẫn được hết. Đó, bộ trường kỹ này nói chung thì rất là hoàn hảo và hoàn thiện luôn rồi. Đó, bự và to và dài. Đó, ngồi rất là rộng thoải mái nha. Đó, bộ này thì nó có 3 món thôi nha, bên em giao lưu thì cũng vẫn bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn nha. Ở bà con mình có nhu cầu thì các bạn Zalo em sẽ tư vấn thêm. Đó, thì bên em giao lưu thì bao ship tận nhà bà con mình từ Bắc vào Nam. Đó, mặt sau lưng của nó đây nha, cũng được chẳng chỉ nè, nó cúc dây leo rất là đẹp nha bà con. Đó, chẳng đột tứ diện. Bộ trường kỹ đại này nha, xong tiệm này thì em giao lưu giá cho bà con mình là 45 triệu. Đó, 45 triệu em bao ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Đó, 45 triệu bao ship toàn quốc. Mình ở khu vực miền Tây thì em giao cho bà con mình trong ngày là tới rồi. Trong ngày thì em có thể, nếu mà miền Tây thì em có thể lưu lượng giảm chút đỉnh cho bà con mình giảm được. Mã kế tiếp số 2M thì có một bộ bàn cũng khá là đẹp nha. Đó, bộ salon nè. Đó, bộ salon này thì nó gồm 5 món thôi, một rôn, một bàn và 3 cái ghế.
chất liệu là cổ gõ hay xưa nha, bộ này từ 40-50 năm tuổi nha bà con. Đó, thì em sẽ đo kích thước từ món báo bà con mình nha. Đôn thì có cái chiều cao này nó lên tới là 47, chiều ngang của đôn là 40, tổng chiều dài mặt đôn này là lên tới 55. Đó, bàn thì có cái chiều dài em đo luôn là 133, chiều sâu ra của bàn lên tới 60 lần nha. Chiều cao của bàn như thế này là 50. Đó, chân bàn thì cũng khá là dày, là 9 phân, chạm đục đầu lăng chân móng nha. Đó, cẳng ốc thì bằng chanh theo thời gian. Đó, bà con mình xem sơ qua giúp em. Đó, hàng này thì đã được làm vật ni lại rồi nha bà con, cho nó sạch sẽ sáng bóng á. Nói chung hàng này là chuẩn hàng lâu năm nha. Đó, mấy chục năm đó. Nó mấy cái bộ salon như thế này mà còn thời gian bây giờ mà làm tích liền lạc cũng khá là đẹp nha. Đó. Giá cũng khá là mềm cho bà con của mình sưu tầm luôn á. Hàng sạch sẽ, không lỗi lầm nha. Cẳng là chim hoa trên mặt bàn đó nha, ốc thì bằng chanh theo thời gian, học nhà ba chậu. Đó, gỗ gõ theo thời gian luôn. Còn ghế thì có hai ghế đơn này, một bằng cái dài. Chiều cao cái ghế này thì em đo lên tới là 105. Chiều ngang của ghế như thế này nha, lên tới là 75. Chiều ngang cả hai tay này luôn là 71 nha. Chiều sâu này ra em đo là 58. Đó, sâu lọt lòng bên trong đó là 53. Từ mặt cắt trở lên em đo là 40 nha. Ghế dày dặn rất là nặng. Đó, gỗ gõ. Tay này thì mỗi tay này thì 7 phân. Nó khá là đẹp nha. Hàng chạm đục nha, theo lối ngày xưa luôn á. Bên em thì còn rất là nhiều loại sản phẩm nha. Bà con của mình có nhu cầu liên hệ số điện thoại em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm. Đó, ốc thì cẳng cũng theo thời gian luôn. Đó, sơn thì đã được làm sạch sẽ lên rồi. Đó, và một cái băng cái dài của nó nha. Nó băng cái dài cũng khá là đẹp nè. Đó, hàng thì chạm đục nó tứ diện hết, đầu lăn hết, chân bóng. Đó, chân bàn, chân ghế thì chạm đục đầu lăn hết nha. Đó, còn sẽ gầy dặn chắc chắn khá là nặng. Đó, còn băng ghế dài nha, em đo băng ghế dài cho bà con của mình luôn, tham khảo luôn. Với tổng cái chiều cao băng ghế này em đo 1m05. Và tổng cái chiều dài của cái băng ghế này nha, lên tới là 180 củ bì. Đó, 180 lần nha. Đó, sâu ra băng ghế là nó 57. Đó, sâu ra 57 nha. Lọt lòng như thế này là 52. Đó, ngồi rất là rộng rãi, ngồi cái tựa lưng nó hơi dựa nghiêng hơi. Đó, mà bà con mình ngồi rất thoải mái nha, nó hơi nghiêng hơi. Đó, mặt giữa thì một lá. Ốc thì theo thời gian chẳng là tích cổ đồ nha. Đó, cẳng ốc tích cổ đồ. Đó, cái thành đố sần dựa lưng này cũng khá là dày. Đó, nếu mà đo độ dày ngang của nó là 7 phân, cái thành dựa này nè, 7 phân nha. Đó, hàng thì chắc chắn nha bà con. Đó, giá thì hữu nghị cho bà con của mình luôn. Khá là đẹp. Nó gồm có 5 món thôi nha. Đó, mặt sau lưng cũng được chạm đục sạch sẽ sáng bóng. Đó, hai ghế đơn, một cái dài, một cái bàn và một cái đôn nha bà con, tổng cộng là 5 món. Bà con mình xem không rõ liên hệ qua số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con mình xem kỹ càng và có càng hơn thêm nữa nha. Ở những mặt hàng lớn thì em quay nó không có thời gian đủ để em quay đầy đủ hết chi tiết cho bà con mình xem kỹ. Cho nên bà con mình liên hệ qua số điện thoại, em sẽ tư vấn thêm cho bà con mình xem rõ hơn. Đó. Thì cái bộ bàn salon này, gỗ gõ em giao luôn cho bà con của mình nha. Có giá là 30 triệu thôi nha bà con. Bên em bao túi ship toàn quốc nha. Đó, 30 triệu bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn, bao kiểm tra hàng nha. Đó, giá ưu đãi bà con mình cuối năm. Và mã tiếp theo này là số 3M. Em có một cặp chung nè. Đó, một cặp chung gớm Nam Bộ nha bà con. À, tức là Vinh Quy Bái Tổ về làng. Đó, hàng này là gớm Nam Bộ, gớm Biên Hòa. Hàng này cũng thập niên 80-90 nha. Chung là loại to đại á. Tổng chiều cao em đo là 84. Miệng có đường kính mũ bì 25. Hoành bụng này của nó lên tới là 144 lần nha. Hàng lành tích liền lạc, tích Vinh Quy Bái Tổ. Đó, không có lỗi lầm, mang theo thời gian nha. Đó, bà con mình xem sơ qua khá là đẹp cho bà con. Một cái bình thì châm như thế này nó nặng khoảng mấy chục ký nha. Nó nặng từ vài chục ký trở lên nữa. Từ miệng cho tới bên dưới nè, không nứt bể hay tóc gió gì hết nha. Đó, màu theo thời gian 5 tháng. Đó, một cặp nha, một cặp lành lặn. Đây bà con mình xem cái chung đế nè, con mình xem giúp em nha. Khá là già tuổi đời. Đó, bà con xem chung đế giúp em nha. Đó, đôi này làm tích liền lạc hết. Đó, bưng để cặp xuống cho bà con của mình xem cho rõ luôn nha. Đó, hàng thì lành lặn nhưng đứng một cái như thế này nó nặng tới vài chục ký luôn nha bà con, rất là nặng nha. Đó, những cái chân thế này rất là nặng, rất là dày, gớm rất là dày. Cho nên một cái nặng tới vài chục ký, một cặp này cũng mấy chục ký, phí ship cũng cao. Đó, mà cuối năm thì em để giá thanh lý hữu nghị cho bà con của mình luôn là chỉ 11 triệu thôi nha. 11 triệu bao phí ship cho bà con mình là toàn quốc.
Rồi đến với mã tiếp theo số 4N này thì em có một cặp bình cũng khá là đẹp nè, cũng là gốm Biên Hòa luôn nha, tức là quê hương cậu bé ngồi lưng châu á, bà con mình xem nha. Với cái chiều cao bình này em đo 61, miệng bình có đường kính là 26 nha, và hoành cổ bình là 49, hoành bụng này lên tới là 103. Hàng lành lặn liền lạc, không có lỗi gì hết nha bà con. Bà con mình xem nha, không có mà bị nứt nẻ hay tóc gió gì hết nha, tức là nói về những cậu bé ngồi lưng châu nè, cày cấy gặt hái. Bà con mình xem những người dân nè nha, đang cày ruộng đó, con mình xem rất là đẹp. Bình nói về tích quê hương cho ông đế này nha, nó mọc cho ông đế là 1975 luôn á. Bà con mình xem khá là đẹp, lành tích nha bà con. Nó gốm Biên Hòa cho bà con của mình xem, không có lỗi lầm, không nứt bể hay tóc gió gì hết nha. Cặp này em giao lưu cho bà con của mình giá là 5 triệu rưỡi thôi nha, 5.500.000 bao ship tặng nhà cho bà con mình luôn nha. Nó 1975. Đến với mã số 5 em mời, em có một cặp ché tàu nữa nè, quẻ hoa văn nha, khá là đẹp. Tổng chiều cao ché này lên tới 51, hoành bụng ché em đo luôn là 88 luôn nha. Hàng vẽ hoa văn, hàng vẽ kỹ nha, tuổi đời 20-30 năm đổ về, miệng lầm tích không có lỗi gì hết nha, nó không nứt bể hay tóc gió gì hết. Chôn đế mọc chuyện đây, mọc hai chữ nha. Bà con mình xem đây, hoa văn quả tiết rất là đẹp nha, quẻ tay 100%. Một đôi ché rất là đẹp cho bà con của mình luôn. Cặp này hôm nay em để giá thanh lý bà con mình là 3.400.000 thôi nha, 3.400.000 đồng. Và mã tiếp theo số 6M là một cái bình hút lọc. Bà con mình xem miệng nhỏ bụng to, tức là chim hoa nè bà con mình xem nha. Bình hút lọc nha, chiêu tài hút lọc. Tổng chiều cao em đo lên tới là 53, miệng đường kính là 7 phân thôi, hoành bụng này là 73 nha, hàng không hề lỗi gì hết nha. Quẻ một cái đôi chim nè bà con mình xem nha, nó quẻ những chú chim non rất là đẹp nha bà con. Trông đế đây, hàng cũ theo thời gian thôi. Cái này giá em giao lưu là chỉ 1.500.000 thôi nha, 1.500.000 đồng. Mã tiếp theo số 7 là em có một cặp nhạo rượu lớn nè, bà con mình xem. Được bọc đồng và quẻ tích sơn thủy khá là đẹp. Hàng này là nhạo rượu này là hàng của Tàu, hàng này là chuẩn xưa nha, từ năm 60 năm trở lên. Cái nào thì cao tuổi xưa thì em báo cho bà con của mình, hàng gần thì em báo hàng gần nha. Để được bọc đồng theo thời gian hết rồi, và quẻ cái mang nó cũng cũ theo thời gian nha. Tổng chiều cao em đo là 32, hoành bụng này của nó lên tới là 42 nha, cao tới 32 rồi. Nút của nó làm tích là được bọc đồng, miệng là nút hết trơn nè, bà con mình xem nha. Đồng theo thời gian hết. Bà con mình xem đế đây. Mọc chiếc lá bà con mình xem nha. Đập bọc luôn chỉ viền đế luôn nha, màu đồng là theo thời gian rồi. Cặp này giá vô luôn là 1.500.000 nha bà con, 1.500.000 nha. Và mã kế tiếp này là số 8. Em có một cái trò ba chân đầu gồng khá là đẹp mà bà con mình xem qua gỗ gõ. Cái này thì được người ta cũng gáp bằng mộng hết nha bà con, gỗ gõ nha, về mình để cái đĩa đựng trái cây trên đây nữa nha. Tổng chiều cao em đo lên tới 40, chiều ngang khủ bì của nó 29 nha. Chạm đục là bà con mình xem. Cái này chạm đục là long lăng quy phụng, đúng rồi, long lăng quy phụng nha. Đây con lăng nè, phụng là rồng nè. Bên đây là rùa, bà con mình xem nha, long lăng quy phụng. Cái này em giao lưu với bà con mình giá là 1.800.000 bao phí ship bà con mình là toàn quốc nha. Và mã tiếp theo số 9 em có một cái đĩa chanh. Một cái đĩa chanh khá là đẹp luôn, nói về cái tích Tùng Đình nha, quê hương. Với cái đường kính đĩa này em đo lên tới là 39 nha, tổng chiều cao luôn là 47, đĩa thì có độ dày là 4 phân, ốc thì nhã bảo trầu theo thời gian, hàng lành lặn nha, không có lỗi gì hết. Bà con mình xem sơ qua khá là đẹp. Luôn cả đế luôn, cũng được cẳng luôn nha, cẳng ốc luôn. Liền nguyên khối gỗ gõ, cái đĩa chanh này em giao lưu giá là 3.200.000 nha. Hàng này cũng xưa cũ theo thời gian á. Mã tiếp theo là số 10. Số 10 thì em có một cái lốc lịch nào bà con mình xem khá là đẹp. Đây, nói về phúc lộc thọ nha. Phúc lộc thọ nha bà con, thì gỗ gõ ốc thì vàng chanh xâm thiên lý. Chiều cao là 60, chiều ngang thế này là 40 nha. Bà con mình xem ốc vàng chanh rất là đẹp nha. Hàng không lỗi lầm gì hết nha. Về bà con mình gắn cái lốc lịch cho là mình xài vĩnh viễn thôi. Còn cái chanh lịch này em bao bà con mình xài theo thời gian 5 tháng luôn. Có móc sẵn rồi, về mình bắt lên thôi nha. Gỗ sau lưng đây. Bức này em giao lưu giá chỉ có 3 triệu thôi nha, 3 triệu đồng. Còn bức này thì kích thước cũng như nhau mà cái tích nó khác, là tích này là Lý Ngư Vọng Nguyệt, cá chép với ấn chanh nha. Về gắn cái lốc lịch vô mình xài Tết luôn nha bà con. Ốc thì theo thời gian 5 tháng, hoàng chanh. Một cặp cá chép nha, dưới hồ hoa sen. Giá em giao lưu cho bà con của mình cũng là 3 triệu luôn, 3 triệu đồng. Bao ship tặng nhà và bao kiểm tra hàng. Mã kế tiếp này là số 11, một bộ chanh tích tứ quý chim hoa. Gỗ là gỗ của Tàu nha, khung chanh cũng là gốm Tàu luôn.
Tổng chiều dài 4 tấm này em đo là 64. Chiều cao của mỗi bức đó là 28,5 thôi, dày khung tranh là 2 phân. Chó tranh sứ Tàu của bác các con, chim hoa. Nó rất là đẹp nha, hàng làm lặn liền làm tích. Nó gỗ cũng là chắc chắn luôn, là gỗ tốt á. Bộ này giá em giao lưu bà con mình là 1.200.000 thôi nha. Đó, 1.200.000 4 tấm nha. Qua mã số 12 thì em có một cây đèn rất là đẹp nè. À, chất liệu bằng đầu đồng luôn, bảo trên bằng đồng và bóng của nó là bóng ghim. À, bóng của nó vẫn còn ở mộc hình ghim luôn nha bà con. Đây, cái bóng này thì bà con mình rất là hiếm rồi. Đó, để là mình không có để mình làm mình thay luôn đó nha. Đó, bà con mình xem nha. Đó, cái đèn này nói chung hàng rất là đẹp, hàng chuẩn xưa nha bà con, hàng châu Âu nha. Với tổng cái chiều cao cả bóng thì em đo là 48, chiều cao tới cái chao đèn trên đó là 37. Đó, còn chiều ngang cái chao đèn như thế này là nó khoảng chừng 16 thôi. Đó, hoành bầu đèn này thì lên tới là 35 nha. Cái này mình vẫn xài, vẫn sử dụng được bình thường nha bà con. Mình về châm dầu, châm gắn tim mình xài thôi nha. Đó, trên đây thì hàng thì lành tích, em thấy tình trạng lành lặn. Đó, hàng này là đều hàng chuẩn xưa, bóng là bóng theo ghim luôn. Cái đèn này giá em vô luôn cho bà con mình là 3 triệu. Bao phí ship tặng nhà cho bà con mình nha. Về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Đó, và đến với mã tiếp theo số 13 là một cây đèn châu Âu nữa. À, bà con mình xem đây, những cái hàng này nói chung là em bao chuẩn xưa cho bà con mình nha. Chân này mình thấy dặn được nè. Đó, chân này chân rời mình dặn được luôn rồi nha. Đó, bầu đồng bóng là bóng nguyên thủy của nó đó nha. Đó, khá là đẹp. Đây, cây này á, thì em đo luôn, có tổng cái chiều cao như thế này nó lên tới là 47. Chiều cao tới họng đèn nó 26 rồi nha. Đó, còn chiều ngang cái bầu đèn này là 14. Đó. Cái này về mình chỉ cần mình chỉnh sửa sơ lược thôi, mình sử dụng xài bình thường nha. Chất liệu hàng Âu, đồng Âu luôn nha bà con. Cây này có giá em giao lưu là 2.400.000 nha. Có in hình mộc đề trên đây luôn nha, 2.400.000 đồng. Mã kế tiếp là em có một tác phẩm là cá kim tiền nha, chất liệu bằng đồng cũ. Nó cá này nặng lên tới 4kg lần. Đây bà con mình xem giúp em, 4kg nha. Tổng cái chiều dài nó lên tới 40, cao này em đo là 19, nặng 4kg. Nó cá giữ tiền, cá ngăn lông. Em giao lưu cho bà con mình là giá 2 triệu nha bà con, 2 triệu đồng, chất liệu bằng đồng cũ luôn. Mã số 15 là em có một cái sông trầm. À, sông trầm nè bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn. Con trầm trái châu ở trên nè, mình xoay được nè. Đó. Chiều cao này thì em đo 17 thôi, cái hoành tổng đế của nó là 36 nha. Về để trầm hương vào trong đây mình đốt nha bà con. Trên trên này thì mình xoay được nha. Cái bầu cái này thì nó bằng đồng hết toàn bộ mà, hình rồng rất đẹp. Giá em vô luôn là 1.500.000 cho bà con mình nha. Đó, sông trầm trái châu 1.500.000. Số 16 thì em có một tác phẩm là nhứt lông nhã châu. Đó, nặng 2.500.000, chất liệu đồng vàng luôn. Tổng chiều cao thì em đo là 19, chiều dài của nó như thế này là 18 nha. Ở kho này em giao lưu cho bà con của mình nha. Nó có giá 1.800.000, bao phí ship toàn quốc. Qua mã số 17 thì em có một cái sông trầm nữa là khá là đẹp, khá độc đáo nha. Hình như kiểu như một bình trà góp vào ly trà. Nó nặng khoảng 2kg thôi, chất liệu bằng đồng. Về để nụ trầm hương đeo đốt nè. Khói sẽ lon tỏa xuống. Nó lon tỏa xuống đây nha, mà khói nó sẽ góp vào chung trong này rất là đẹp. Tổng chiều cao là 18, chiều dài của nó 20. Đó, cái sông trầm này giá em giao lưu cho bà con của mình là 1.600.000 nha. Chất liệu bằng đồng hết. Mình muốn xài kỹ, mình về đánh bóng là sáng lên rất là đẹp. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu sư Lê Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con của mình trên mọi miền tổ quốc. Và em cũng xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.